Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về danh mục hoa quả các bạn nhé. Sơ di về táo tại nông sản Dũng Hà rất đa dạng và phong phú, và táo Autumn Lodi sẽ được giới thiệu đầu tiên nhé. Autumn Lodi là một giống táo rất độc đáo, có nguồn gốc từ bang Washington, Mỹ. Táo Autumn Lodi là đặc trưng của mùa thu Washington với màu sắc ấm áp và hương vị hấp dẫn. Năm 2015, Autumn Lodi lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường thương mại tại Mỹ và Việt Nam. Quả táo Autumn Lodi 100 của Mỹ có hương vị hấp dẫn và màu sắc ấm áp, ăn giòn, ngọt, thơm mùi quế. Bạn thậm chí có thể cảm nhận được tất cả ở phần thịt giòn của nó và tất nhiên, nó vẫn mang hương vị đặc trưng của một quả táo thuần chủng. Một số nói rằng nó có vị giống như nước sốt táo, những người khác nói rằng nó giống như siro táo hơn. Nhưng dù miêu tả theo cách nào thì nó vẫn mang một hương vị đặc biệt nổi bật mà bạn sẽ không thể nào quên. Táo chứa nhiều đường tự nhiên. Đường tự nhiên trong táo không có tác dụng đối với bệnh nhân tiểu đường. Kẽm trong táo giúp tăng khả năng ghi nhớ của não bộ con người. Mặt khác, kẽm còn phối hợp với một số chất để tạo ra kháng thể, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, táo còn chứa các nguyên tố vi lượng khác như kali, canxi, photpho, sắt, vitamin C, B1, B2. Vỏ táo Mỹ rất giàu chất xơ và tốt cho hệ tiêu hóa. Hơn một nửa lượng vitamin C của quả táo nằm ở vỏ. Lợi ích từ táo Autumn. 1. Táo Autumn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt. 2. Táo Autumn Lodi cũng giống như các loại táo Mỹ nhập khẩu khác, rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim. 3. Axit thấp là lựa chọn tốt cho trẻ em và người già vì dễ tiêu hóa. 4. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư và chống lại quá trình lão hóa tự nhiên. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa cũng có nhiều trong loại táo này, đặc biệt tốt cho phụ nữ trong việc cải thiện sắc đẹp và chống lão hóa. Chất chống oxy hóa tự nhiên này cũng giúp bảo vệ thành mạch máu rất tốt. 5. Vitamin A và C dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp. 6. Magie và kali trong táo mùa thu giúp điều hòa huyết áp và giữ nhịp tim ổn định. Những lưu ý về táo Autumn Lodi. Táo bị thâm bên trong. Vỏ táo rất chắc, hơn nữa thường được tráng một lớp sáp ong trước khi xuất khẩu nên rất ít khi bị hư hại từ bên ngoài, trừ khi trường hợp được đóng dấu trong quá trình vận chuyển. Cuống táo là nơi nhạy cảm nhất. Thường chỉ cần một vết xước nhỏ trên cuống hoặc nước đọng cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dẫn đến táo bị hư từ bên trong. Táo xốp, tình trạng táo bị xốp do giảm độ giòn. Nhiều người thích ăn táo xốp vì nó không quá cứng, nhất là khi cho trẻ ăn. Táo xốp thường rất ngọt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hàm lượng vitamin trong quả. Táo bị xốp do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân táo khi hái về đã chín nên dù để tủ lạnh đúng tiêu chuẩn thì táo vẫn chín và xốp hơn. Thứ hai, do quá trình bảo quản sai nhiệt độ nên táo chín nhanh hơn. Chất lượng táo Autumn Lodi tại nông sản Dũng Hà chúng tôi đảm bảo nguồn gốc táo nhập khẩu từ Mỹ, vì thế chất lượng táo hơn hẳn, cộng thêm các điều kiện bảo quản tốt, đúng cách. Táo Autumn Lodi hiện nằm trong danh mục hoa quả nhập khẩu của nông sản Dũng Hà, là một trong những loại táo nhập khẩu được người tiêu dùng yêu thích nhất. Đến ngay nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!